đâu lên người ta hâm mộ quá chứ. Đây, hai chú cuốc đất mà nhà đất tiền tỷ nè. Đó. Đó. Nhà đất tiền tỷ mà đi em như vậy ra ngoài đường đâu ai biết. Đó, tưởng là ông khổ, đâu phải mày ông khổ đâu. Nhà ông giàu hơn thằng quay phim này nhiều. Tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình quay cái đuôi miếng đất khác mới lên, trồng mấy cây vú sữa với đu đủ. Vú sữa mình trồng mica 6,5 thước trên cây. Đây cái u bự này, đây cái bên đu đủ mình trồng 2,5 thước 3 thước. Đây trồng mấy cây tắc chơi, sáng nhờ hai chú cuốc hồi nãy, hai chú đã quay á. Hai chú phụ cuốc ngày bên trồng này mô hình sinh thái. Đây trồng mấy cây trái tinh cao. Này, kéo cái nền sát bên công ty để xây xong. Dạ. Dạ mấy anh đây chú. Này vừa thả cá rồi xuống. Đây, ông chú tiền tỷ đây. Coi ông lượm thụm ai biết ông có tiền. Hãy vớt hai hàng bìa ở trước. Dạ hai hàng đó, hàng giữa hàng bìa đi thẳng xuống luôn. Dưới đồng ở sầu riêng. Nay quay sơ thì 11 đấy, khi nào chiều nay trồng quay tiếp.